giật dây chuyền của cô gái, tên cướp bị vây đánh no đòn. Vừa ra giật sợi dây chuyền của cô gái ngay giữa ngã ba, tên cướp lập tức bị người đi đường chặn lại, vây giáp đánh no đòn, rồi giao cơ quan công an. Ngày 3 tháng 9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng có hành vi giật dây chuyền của cô gái đi qua đường tại một ngã ba. Ngay sau đó, người thanh niên bị người đi đường chặn lại, vây bắt. Lúc này đối tượng cướp giật đã dùng hung khí chống trả nhiều lần, hòng lên xe bỏ chạy nhưng vẫn không thoát. Vào cuộc điều tra, công an thành phố Di An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Võ Văn Hiếu, 29 tuổi, người địa phương để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Hiếu là nghi can đã thực hiện vụ giật dây chuyền của chị Lê Thị Hoành E và bị người dân bắt giữ, giao cơ quan công an. Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 47 phút chiều 2 tháng 9, chị E đi xe đạp điện trên đường DT743A, khu phố Triều Liêu, phường Tân Hiệp Đông, thành phố Di An. Khi đến một ngã ba, chị E dừng xe để chờ qua đường thì Hiếu đi xe máy biển kiểm soát 61D1-98295 dừng áp sát. Ngay sau đó, Hiếu ra tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ chị E rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, xe của Hiếu tông vào xe máy của đôi nam nữ đang rẽ vào đường nhánh khiến Hiếu bị kẹt lại. Cùng thời điểm, chị E truy hô nên người thanh niên đi xe máy xảy ra vụ va chạm với xe của Hiếu đã co chân đạp mạnh khiến tên cướp ngã xuống đường. Sau khi bị ngã và gặp phải sự truy cản của nạn nhân và người đi đường, Hiếu liền móc trong giỏ một con dao để tấn công mọi người. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn bị nhiều người vây bắt, đánh hội đồng, gây thương tích và giao cơ quan công an. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Đừng quên đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!